Xin chào các bạn đang đón xem video của Vietnam Discovery. Hãy đăng ký và bấm chuông để nhận được video mới sớm nhất nhé. Hải Phòng được biết đến là thành phố hoa phượng đỏ. Loài hoa này thường nở rộ vào tháng 5, tháng 6. Đường Phạm Văn Đồng nối trung tâm thành phố với khu du lịch Đồ Sơn dài 18 km với hơn 4.000 cây, được mệnh danh là đường hoa dài nhất Việt Nam. Loài hoa có đặc điểm nở hoa rực rỡ nhất vào những ngày đầu tiên của mùa hè ấy, càng gắn duyên bền chặt với thành phố Hải Phòng hơn. Bởi đó cũng đúng vào dịp diễn ra các ngày lễ lớn của thành phố, bắt đầu từ ngày hội thống nhất đất nước đến chiến thắng Điện Biên Phủ, sinh nhật Hồ Chủ tịch và đặc biệt là dịp tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam. Đây là một trong ba thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên tại Việt Nam, cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng là đô thị loại 1, trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia. Hải Phòng là một thành phố lớn với quy mô dân số là 2.028.514 người tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, xếp thứ 7 cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai và Bình Dương. Mật độ dân số của thành phố đạt 1.332 người trên km vuông, xếp sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Hải Phòng là một thành phố ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, có vị trí địa lý phía bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía tây giáp tỉnh Hải Dương, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông. Thành phố Hải Phòng cách huyện đảo Bạch Long Vĩ, ngoại thành Hải Phòng khoảng 70 km, cách Hà Nội 106 km về phía đông, đông nam theo đường năm. Bờ biển Hải Phòng dài trên 125 km, thấp và khá bằng phẳng. Nước biển Đồ Sơn hơi đục, nhưng sau khi cải tạo nước biển đã có phần sạch hơn, cát mịn vàng, phong cảnh đẹp. Ngoài ra, Hải Phòng còn có đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới, có những bãi tắm đẹp, cát trắng, nước trong xanh cùng các vịnh lan hạ, đẹp và kỳ thú. Cát Bà cũng là đảo lớn nhất thuộc khu vực vịnh Hạ Long. Khí hậu, thời tiết Hải Phòng mang tính chất cận nhiệt đới ẩm ấm đặc trưng của thời tiết miền Bắc Việt Nam. Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông khô và lạnh. Có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông tương đối rõ rệt. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè vào tháng 7 là 28,3 độ C, tháng lạnh nhất là tháng 1, 16,3 độ C. Số giờ nắng trong năm cao nhất là các tháng mùa hè và thấp nhất vào tháng 2. Độ ẩm trung bình trên 80%, lượng mưa từ 1.000 đến 1.800 mm trên năm. Tuy nhiên, thành phố cũng phải hứng chịu những đợt nắng nóng và đợt lạnh bất thường. Năm 2011, nhiệt độ trung bình tháng 1 của thành phố xuống 12,1 độ C. Gần đây nhất ngày 24 tháng 1 năm 2016, thành phố trải qua ngày có nhiệt độ lạnh trung bình thấp kỷ lục, nhiệt độ thấp nhất xuống tới 4,2 độ C, trung bình cả năm 23,4 độ C. So với Hà Nội, thời tiết Hải Phòng có một chút khác biệt. Thành phố mát hơn khoảng gần 1 độ vào mùa hè và lạnh hơn một chút về mùa đông. Trong 30 năm gần đây, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, nhiệt độ thành phố đang có xu hướng tăng lên. Được thành lập vào năm 1888, khi xuất phát điểm từ một số tiểu khu duyên hải Phồn Thịnh của vùng đất giáp danh với Quảng Ninh ngày nay, Hải Phòng là nơi có vị trí vô cùng quan trọng và chiến lược của quốc gia. Cách Hà Nội 106 km theo quốc lộ 5A hoặc xa lộ xuyên Á AH14, về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước, trên hai hành lang, một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc với lợi thế cảng nước sâu nên vận tải biển rất phát triển, đồng thời là một trong những động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hải Phòng còn được gọi là đất cảng hay thành phố cảng. Việc hoa phượng đỏ được trồng rộng rãi nơi đây và sắc hoa đặc trưng trên những con phố cũng khiến Hải Phòng được biết đến với mỹ danh thành phố hoa phượng đỏ. Không chỉ là một thành phố cảng công nghiệp, Hải Phòng còn là một trong những nơi có tiềm năng du lịch rất lớn. Hải Phòng hiện lưu giữ nhiều nét hấp dẫn về kiến trúc, bao gồm kiến trúc truyền thống với các chùa, đình, miếu cổ và kiến trúc tân cổ điển Pháp tọa lạc trên các khu phố cũ. Đồng thời, Hải Phòng hiện đang sở hữu một khu dự trữ sinh quyển thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO nằm tại quần đảo Cát Bà. Cùng với các bãi tắm và khu nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn, thành phố còn có những nét đặc trưng về văn hóa, đặc biệt là ẩm thực và các lễ hội truyền thống. Về kinh tế, xã hội, GDP của Hải Phòng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 213.794,6 tỷ đồng, xếp 5 trên 63 tỉnh thành cả nước.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 12,38%, dẫn đầu cả nước. GDP bình quân đầu người ước đạt 7.300 USD năm 2021, xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành sơ bộ năm 2019 là 5,576 triệu đồng trên tháng, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhiệm kỳ đảng bộ khóa 2020-2025 tối thiểu 14,5% trên năm. Chỉ tiêu GDP trên người năm 2025 là 11.800 USD, cao nhất trong số các tỉnh thành cả nước. Hải Phòng là một trung tâm kinh tế quan trọng của miền Bắc nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng là thành phố cấp 1, ngang hàng với Sài Gòn và Hà Nội. Những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp đã có những đề xuất xây dựng Hải Phòng thành thủ đô kinh tế của Đông Dương. Ngày nay, Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Từ năm 2005 đến nay, luôn đứng trong top 5 các tỉnh thành phố đóng góp ngân sách nhiều nhất cả nước, cụ thể là luôn đứng ở vị trí thứ 3 sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2015, tổng thu ngân sách của thành phố đạt 56.288 tỷ đồng. Năm 2016, thu ngân sách 62.640 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2018 đạt 70.730,5 tỷ đồng. Trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2017, thành phố Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 9 trên 63 tỉnh thành. Thu nội địa của Hải Phòng trong nhiệm kỳ Bí thư Lê Văn Thành giai đoạn 2014-2017 tăng trưởng một cách ấn tượng. Cụ thể là tăng 2,4 lần chỉ sau 3 năm 2014-2017 và đạt trước kế hoạch 3 năm. Hải Phòng chủ trương thu nội địa 20.000 tỷ vào năm 2020, nhưng năm 2017 đã đạt 22.000 tỷ. Năm 2018, thu nội địa của thành phố Hải Phòng đạt 24.768 tỷ đồng. Trong quá trình hội nhập sâu và rộng của đất nước, với các hiệp định tự do thương mại lịch sử đã được ký kết như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thành lập cộng đồng chung ASEAN là cơ hội phát triển rất lớn cho thành phố cảng Hải Phòng. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã và đang là một địa điểm đầu tư hấp dẫn của giới đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hàng loạt các dự án FDI lớn tập trung vào các ngành công nghệ cao ít ô nhiễm như LG Electronics 1,5 tỷ USD, Brightstorm 1,2 tỷ USD, LG Display 1,5 tỷ USD, cùng rất nhiều các tên tuổi lớn khác như Resna Micro, Fuji Xerox, Kyocera, Nippon Pharma, GE cho thấy sức hút lớn của thành phố. Đặc biệt, Hải Phòng là thủ phủ xe hơi của Việt Nam. Tổ hợp dự án nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast của tập đoàn Vingroup, nhà máy có diện tích 335 ha với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, với tham vọng phát triển trở thành thương hiệu sản xuất ô tô Made in Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệu ứng từ những dự án phát triển cơ sở hạ tầng kết nối như cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, rút ngắn thời gian đi thủ đô Hà Nội xuống 1 tiếng 30 phút, cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế Lạch Huyện tại Cát Hải. Các khu công nghiệp mới luôn được đầu tư và mở rộng liên tục như VSIP, Trang Duệ, Deep Sea 2, Đình Vũ, Deep Sea 3, Cát Hải, Nam Đình Vũ đã góp phần không nhỏ cho quy hoạch phát triển trở thành một thành phố cảng xanh của Hải Phòng. Những địa điểm du lịch đẹp nhất ở Hải Phòng. Đồ Sơn là một quận thuộc thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Không những là khu nghỉ mát và tắm biển với nhiều biển nhỏ, khung cảnh đẹp tuyệt vời và thu hút được đông đảo khách du lịch vào mùa hè mỗi năm mà còn nổi tiếng nhất ở miền Bắc nước ta. Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ với bờ biển xanh kéo dài hòa quyện với những cánh rừng nguyên sinh, tạo nên một vẻ đẹp gây chấn động lòng người. Mọi du khách thập phương đến đây đều leo núi, ngắm nhìn ba thế biển đẹp, tắm biển. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Cát Bà. Từ đất liền, du khách đi tham quan đảo Cát Bà bằng tàu hay bằng đường cao tốc. Với hàng trăm nghìn biển đảo nhỏ nổi mênh mông trên giữa biển nước xanh, đảo còn có cả một rừng nguyên sinh tồn trữ nhiều các loài động vật quý hiếm, những bãi biển nhân tạo, những con suối chảy róc rách. Cát Bà là nơi kết hợp của rừng và biển, tạo nên một khung cảnh non nước nghìn thu, trong xanh vắt cả đất trời. Đảo Cát Bà còn có đảo Khỉ, đảo Ông đều là những địa điểm du lịch Hải Phòng nổi tiếng. Vịnh Lan Hạ được ví như vịnh Hạ Long thứ hai của nước ta, mang một vẻ đẹp tựa như chốn thần tiên còn đọng lại theo thời gian. Nét đặc sắc của vịnh này là cuốn hút, giữ chân, lôi kéo du khách muốn quay lại nơi đây một lần nữa để khám phá trọn vẹn cảnh sắc nơi đây. Núi Voi là ngọn núi cao nhất ở phía Bắc Kiến An, có một quần thể thiên nhiên vô cùng phong phú, thế nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ.
Núi Voi là địa điểm lý tưởng dành cho khách du lịch lựa chọn cho hành trình trải nghiệm khám phá vẻ đẹp nơi đây. Hơn thế nữa, Núi Voi còn có một quần thể hang động danh lam thắng cảnh nổi tiếng như hang cá chép, hang bể, hang chiêng. Trong mỗi hang đều mang một vẻ đẹp độc đáo riêng như nhũ đá, đầu rồng, hổ phục, đầu voi. Khu di tích lịch sử Hải Phòng Bạch Đằng Giang gắn liền với ba trận thủy chiến trên sông, đó là những trận chiến tiêu biểu cho tinh thần dân tộc. Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, kết thúc nghìn năm đô hộ của phương Bắc. Năm 981, vua Lê Hoàn đánh bại quân Tống. Năm 1288, quốc công Trần Hưng Đạo chỉ huy trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng chống quân Nguyên Mông. Mọi ý kiến đóng góp video xin vui lòng comment ở dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!